Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Single Figure. Hôm nay mình sẽ trở lại review Figure cho các bạn. Mình sẽ review 3 con Blackeye còn lại trong cái mùa dịch này các bạn. Đó, thì mong là dịch mau hết mình sẽ đi làm có tiền, mình sẽ mua thêm fig để review. Còn hiện tại là chỉ còn có 3 con mà giờ muốn mua cũng không được nữa. Ok, mình sẽ quay cái hôm nay mình sẽ review con nào nha. Mà hiện tại mình sẽ còn 3 con là Vincent, Cloud version 2 và Hero of Light. Let's go. Ok, hôm nay mình sẽ review con Vincent nha các bạn. Vincent Valentine là một nhân vật trong game Final Fantasy 7. Là một trong những thành viên của nhóm Cloud. Anh ấy xuất thân từ nhóm Stud của tập đoàn Shinra. Sau khi bị bác học Hojo thí nghiệm thì anh ấy đã trở thành một nửa người nửa quái vật các bạn. Đó, và có những năng lực rất là phi thường. Đó, sau đó thì anh ta đã gia nhập nhóm của Cloud và có những sự trợ giúp rất là có ích cho nhóm Cloud trong việc chống lại Sephiroth. Thiết kế của nhân vật này rất là cool, ngầu và lạnh lùng các bạn. Nên hãng Square Enix đã làm hẳn luôn một cái game riêng cho dành cho em này, đó là game Final Fantasy 7 Dial of Sephiroth. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review phiên bản em này ở phiên bản Advent Children các bạn. Ok, let's go. Ok anh em, thì đây là một con fix hàng cổ của Blackeye các bạn. Nó lấy mốc thời điểm mà cái phim Final Fantasy 7 Advent Children ra đời á, khoảng năm 2006 các bạn. Thì lấy ra đánh dấu cái phim này, đánh dấu cái mốc mà sau khi cái nhóm của Cloud tiêu diệt xong Sephiroth thì đang sống yên bình thì Sephiroth tái sinh. Đó, thì cái phim nó ra đời. Và con fix này ra đời theo cái phim đó luôn. Đó, nên 2016 và cái phim đó được HD Remaster lại là khoảng full bản complete á, khoảng 2009. Thì bây giờ nó mười mấy năm rồi. Đó, thì các bạn thấy không, do là hàng cổ nên cái hộp nó cũng tàn theo năm tháng vậy. Đó, thì trước tiên thì bạn sẽ thấy là đây là làm theo phim Final Fantasy 7 Advent Children, dòng Blackeye action figure và mã số là 03 mã số 3. Đó, nhưng mà là Vincent Valentine. Đây chúng ta sẽ thấy một cái hình anh Vincent cầm súng rất là ngầu, một tấm artwork rất là đẹp. Đó, chụp hình rất là thật nha. Đây là hình của fix luôn á, chúng phải hình dễ nha. Đây có một cái logo tam giác đỏ chứng nhận chính hãng. Bên đây thì cũng có chữ Blackeye và cái tên phim. Bên hông này cũng vậy. Phía trên thì nó có giới hạn độ tuổi hay gì đó. Đó, nó tiếng Pháp tiếng gì mình không rành. Rồi phía dưới vẫn là như cũ là cái một số cái địa chỉ có thể mua được của Square Enix, của Đức, của Nhật nè, của Pháp nè, của Mỹ nè. Đó, còn phía sau là một số thế của em fix có thể làm được nè. Đó, và đó là còn quảng cáo thêm em phải số 1 là em Rufus, con trai của chủ tịch làng Shinra và Yuffie. Đó, một thành viên của nhóm Cloud. Rồi ở đây có chữ Square Enix chính hãng, chứng nhận chính hàng chính hãng nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ mở ra cái này, cái băng keo mình dán cho mình cố định dễ dễ các bạn. Nó là anh siêu lâu rồi. Ê, sao để các bạn quên nữa. Mình đo mình ấy. Ở phía trước chúng ta có thể mở được cái nắp ra. Đó, thì cái nắp thì chúng ta sẽ thấy một tấm artwork nữa. Rất đẹp. Nói về tiểu sử của em Vincent. Đó, phía có thể thấy được em Vincent đó, cái mặt sau cái tấm nhựa trong suốt. Đó, thấy không? Để mình xào ra cho bạn thấy nè. Đó, rồi ok, mình sẽ tháo cái vỉ ra cho bạn xem. Cái này nó con này nó hàng cổ quá rồi, cái miếng hít này nó cũng bị lỗi luôn các bạn, hàng quá cổ rồi, thấy không, nó bị lỗi rồi, nó không có dính nữa. Là mình để qua một bên nha. Đây, cái vỉ của nó, mình sẽ tháo cái vỉ cho bạn coi bên trong là cái gì.
Bên trong các bạn sẽ thấy gồm có một em fit 9 nè, một khẩu súng và có một bàn tay thay thế thôi các bạn. Do em này là fit cổ nên cái phụ kiện ít lắm, nó chỉ có vài cái thôi, súng, bàn tay thay thế và hai bàn tay trên cái con fit là hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ review vị chi tiết em đó nha. Ok thì mình bây giờ mình sẽ tiến hành review chi tiết em đó các bạn. Do là ban đầu mình tính là mình sẽ lấy con Vincent mà bản Dagger Obscurus mà bootleg của mình á ra so sánh với cái con này, nhưng mà mình thấy nó là hàng bootleg, cái màu sắc cũng như là cái độ chi tiết của nó không có tương quan với nhau á, nên mình bỏ quyết định đó, mình sẽ chỉ review thôi nha các bạn. Thì em này là nó là hàng ra cổ ra trước cái bản Dagger Obscurus luôn nên phụ kiện rất ít nè. Cái thứ hai nữa là nó lấy bối cảnh sau cái cuộc chiến của Sephiroth á, thì Vincent thuộc dạng là tổ trung niên các bạn đó, nên anh ấy không còn xài hai cái súng như là phần trước nữa. Dù phần trước là đây của Sephiroth là có một cái súng ngắn một cái súng dài, thì cái này có một cái súng ngắn thôi đó. Thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt đó là cái súng này nè nó cũng như cũ thôi, nhưng mà cái sợi dây này nè nó ngắn hơn cái bản đại gỗ Sephiroth các bạn, với lại nó không có tháo được, nó chỉ cố định như luôn. Còn cái Bioseurus như nó có tháo được cái này ra sao á, các bạn có thể coi lại cái clip review con bootleg của mình để các bạn so sánh đó. Thì cái hàng review thì nó sơn những cái chi tiết kim loại nó đẹp hơn các bạn, nó chi tiết hơn cái bản bootleg đó. Súng rất là đẹp nha, súng 3 nòng đó, đại gỗ Seurus cũng cũng lấy từ cái tên súng này nè, súng 3 nòng chó 3 đầu nữa không đó, 1, 2, 3 đó, rất là đẹp nha. Rồi và một đàn cây thay thế là cầm súng nè, để cái ngón tay bóp cò nè, thấy không, mà cây tay bao tay da đen nè, không màu đen, bao tay da màu đen đó. Rồi tới phim fix này, các bạn thấy là cái hàng cổ này, cái tóc của nó làm có vẻ nó hơi thô hơn các bạn đai gỗ Severus, nhưng mặt vẫn đẹp nha các bạn, mặt rất là đẹp, hàng này hàng phun bóc nên mà khá là ok, màu sắc cũng rất là đẹp luôn, chứ không phải như áo choàng của em Bullet lúc trước mình review. Thật sự mình cũng tính mua lại con review của Dagger Obscurus nhưng mà nó mắc quá, mà hàng nó bóc của em đó thì nó lại không chất lượng các bạn, nên mình quyết định mình rẻ gì khi nào mình có cơ hội mua rẻ được mình mua review cho các bạn xem đó. Thì tóc nè, rồi khuôn quấn nè, rất là đẹp luôn. Rồi cái sau tóc nè, nó làm xem giống như gió bay qua bên nữa các bạn, khá là đẹp. Thật sự là nó làm cái mặt này rất là giống trong phim của Advent Children luôn nha bạn. Các bạn hãy coi lại phim để các bạn so sánh. Là mắt rất là đẹp luôn nè, rất là thần thái luôn, thấy không? Đó. Thì cái đầu của nó sẽ, mình nghĩ cái khớp cổ nó cũng sẽ không phát phát huy quy nhiều, tại vì nó bị cái áo choàng che cái nửa mặt các bạn. Nó cũng chỉ không lên không xuống ít thôi, khá là hạn chế. Nhưng mà buộc các bạn, vì có em này có cái khăn choàng trước cổ là che mắt, che nè, nửa mặt rồi. Đó. Rồi cái áo choàng của nó thì nó có hai cái khớp đưa lên đưa xuống. Mình này có không ta? À có không ta? Mình nhớ có không ta? Mình coi lại nè. À có. Đây. Đó. Hai cái này để mình gian cái tay ra các bạn. Đó, nó không bị dướng. Đó. Thấy không? Rất là ok nha. Đó, thì áo choàng có những sợi dây như là thắt nè, để cố định lại nè, rất là đẹp nha. Rồi cái em này thì mình thật sự mình rất thích mấy hàng cổ là nó làm rất là đẹp, nhưng mà có cái là mình ghét là nó làm. Thôi để mình lấy cái đèn soi đây cho các bạn xem, không thấy được, nó che khuất quá. Em này sử dụng khớp cánh bướm các bạn, đây khớp cánh bướm, trời khớp cánh bướm chơi phải cẩn thận nha các bạn, bẻ ra quá nó gãy nha. Đó, lúc mình bẻ là mình phải nương nương chút xíu đó, hay đưa lên đưa xuống nè. Nhưng mình nghĩ sẽ không đưa nhiều đâu, tại nó dướng ở phía trước rồi nè các bạn. Đó. Rồi thấy gặp là gặp lại nè, gặp lên xuống nè, tiếp gặp phía trước nè, phía sau nè. Đó. Ở đây thì nó không có khớp xây của cánh tay này nha, nó liền nha các bạn. Mấy con có một số con sẽ có cái chỗ khớp chỗ này. Người tay có thể co được. Đây là mình xíu, tay này khớp cánh bướm mình sợ lắm các bạn ơi. Mình không có dám bẻ bậy. Đây, có thể co nè không? Hồi xưa cái khớp của đại ca làm cái khớp này chắc lắm, nghe cạch cạch đã lắm. Mấy con sau này nó cũng cạch cạch nhưng mà nó không có đã như những con hồi xưa. Nhưng mà đổi lại thì nó cái khớp trên đây làm ok hơn, không phải khớp cánh bướm nữa. Đó. Rồi cái tay thì xoay được nè, đó bàn tay xoay được nè, đưa lên xuống được. Đó.
Thì em ấy có khớp ngực luôn nha các bạn. Nè khớp ngực nè không. Rồi khớp bụng để coi có không nha, để mình thử coi. Hình như là không có khớp bụng các bạn ơi. Ở đây nó liền luôn nè các bạn thấy không. Nó không có khớp bụng nha. Bên đây bàn tay sẽ là bên đây tay trái sẽ có một cái bàn tay màu kim loại màu vàng, móng vuốt rất là đẹp luôn nha. Thì nó cũng to như là những cái bên kia thôi, không khác gì đâu. Đó, cái tay móng vuốt là ngầu không. Ê, sorry các bạn. Màu sơn của con rêu nó đẹp lắm bạn. Còn của con khách nó cứ sao sao á, nó nhạt nhạt mà nó chán chán thì sao á. Đó, phía dưới là áo màu đen, có những dây nịt thắt 2-3 dây luôn, quá trời dây luôn. Những cái nút kim loại nè, nó sơn rất là tỉ mỉ luôn nha các bạn. Rất là đẹp nha. Và phía dưới chân chúng ta sẽ có một cái sợi dây chéo qua giày, có một cái bao súng. Đó, có những cái giày đeo cố định bao súng. Đó, chân có thể dàn ra. Đó, dàn ra ha, tới đây nè, nó dướng nè ha, bạn thấy cái nhựa nó bị co giãn nè ha. Rồi. Đưa lên được. Đưa xuống được. Thấy không? Khớp chân thì nó có hai biên độ nha. Biên độ trên là đó, ở dưới nè. Đó, hai biên độ ha. Nó có không có chi tiết cái đầu gối nè, nó in luôn cái chi tiết đầu gối trên cái khớp luôn. Đó, chứ không phải như cái mấy con sau này nó coi có cái khớp xong rồi nó có cái chốt ở đây in cái chi tiết đầu gối ở đây. Thì cái này là con hàng cổ nên nó in thẳng lên cái khớp luôn. Đó. Rất là ok luôn. Giày phía dưới là một cái ống giày da màu đen. Chi tiết giả rất là đẹp các bạn. Đó, thấy không? Nhám nhám là làm cái da thật rồi. Đó. Phía dưới là một đây giày nhọn. Có bọc kim loại rất là đẹp nha. Không biết có mũi chân rồi các bạn, có khớp mũi chân luôn. Đập lên đập xuống được. Đó, rất là đẹp nha. Rồi cái phần phía sau. Áo choàng sẽ chia làm hai mảnh như áo choàng Batman các bạn. Đó, cái độ sơn của nó là đen đỏ rất là đẹp nè. Tạo độ ảo diệu rất là đẹp luôn nha. Đó. Ở trên này nó có gì có khớp hay sao á. Thì mình coi thử nó có khớp không. Hình như có khớp rồi. Mình chưa thấy lắm. À, có khớp nha. Ê, cái áo chạy đụng cái điện thoại, sorry các bạn. Này mình để mình bẻ cho bạn khen nghe nha. Hơi cứng. Biết tại sao các bạn biết không? Cái khớp ngực của nó đó, nó lúc mình bẻ nó ngước theo á. Đâu mình mới thử coi. Con này nó áo chạy nó bự quá, đụng cái điện thoại hoài. Nói chung là nó có khớp các bạn. Mà đó nghe đó. Đó, nó có khớp nha. Nó có dây dây vô cho nó bự ra là được nè. Đó. Rất là ok luôn các bạn. Rồi cái chi tiết phía dưới rách rước ở chàng là trò các bạn thấy không? Nó làm phê chưa? Như thật luôn, các bạn nhìn nè. Đẹp ghê không? Đó. Phía dưới thì không có gì, quần cũng là quần đen thôi, không có gì đặc biệt, chi tiết đặc biệt. Đó. Để mình chút xíu mình sẽ hạ cái cam xuống cho nó dễ thấy. Ok, bây giờ mình sẽ gắn thử cái súng vô cho các bạn xem nha. Đây. Nó sẽ như vậy. Chụp chung như vậy đó. Cho bạn thấy nè, nó cầm như thế này ha. Đó. Giờ mình sẽ tháo cái tay ra. Bây giờ mình bấm rớt. Đó. Mình sẽ cầm súng vậy. Rất là ngầu luôn nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ tháo cái súng ra mình coi cái chi tiết bao súng nè. Để mình quên quay bao súng nè. Để xíu mình thay đổi vô cái đèn cho nó sáng nè. Thôi thấy không? Chi tiết bao súng nè. Rất là đẹp nha. Thì cái súng nó sẽ tương ứng với cái hình tam giác nó đúc vô. Đúc vô này. Nhưng mà đúc vô được mà khó lắm bạn. Nó thật sự rất là khó nên cái gì có gì vậy các bạn mua về bạn thử trải nghiệm nha. Thì đúc vô rất là khó tháo ra mất thời gian đó các bạn. Nó có đó cái đầu nó tam giác nó tương ứng nè. Đó, vậy là chứ. Vậy tiếp để vậy nè. Đó, thì các bạn bỏ vô nó để vậy nè. Nó phải dang cái tay ra một bên vậy nè đó mình mới đúc vô được. Khó lắm. Trước mình tháo là mình rút gần rồi tháo là rất là bực bội luôn. Thì cái đó các bạn mua về tự trải nghiệm nha. Thực sự rất là khó đúc luôn các bạn. Nó dướng cái áo tràng là cái súng nó dài hơn nè. Thấy không?
Đó. Ok thì mình sẽ gắn lại cái súng rồi mình quay từ trên xuống dưới 21 lần nữa rồi mình quay một số thế em nói cho các bạn xem ha. Con này có khuyết điểm đó là cái tay cánh bướm và cái bao súng này khó đúc vô lắm. Đây Vincent Valentine phiên bản Advent Children. Do em này hàng cổ nó ít chi tiết á nên mình review cũng nhanh thôi, ngắn gọn thôi bạn. Đây quay sát mặt các bạn xem một xíu. Rồi, phía sau phía sau cái khăn nó đẹp làm chi tiết không, phía băng uống qua phía sau nè đẹp ghê luôn. Đi tấm này có khớp không ta? Không có khớp. Rồi ok mình sẽ quay một số thế em nói cho bạn xem nha. Let's go.